phía xa xa đó là cái khách sạn của mình đó các bạn. Chiều bắt đầu mát rồi, rất là nhiều người ta tụ tập ở đây. Tối chút xíu nữa chắc là rất là đông. Bên đó là khách sạn của mình đó các bạn. Ở khu chỗ này nhà cửa rất là cổ kính, mà đa số là ở bên châu Âu là như vậy không, rất là cổ kính. Quá trời đông người luôn các bạn. Lúc trưa thì không có đông như bây giờ. Chắc tối chút xíu nữa là rất là đông.
bên đó là khách sạn của mình các bạn. Mình ở đây một đêm.